Rồi Cần Công xin chào cả nhà và toàn thể anh em đồng nghiệp ha. Rồi, Cần lại tiếp tục đi thăm mấy rắn mà sáng giờ lo vấn đề công chuyện với vấn đề đi họp lớp cho con, thì con bé lớn thì cũng đã họp học cuối kỳ này, bé cũng được lãnh thưởng 2 năm liền thì Cần cũng mừng mình như đó. Còn con bé nhỏ của con của em thì cũng bớt phần nào rồi, 1-2 ngày nữa chắc có thể xuất viện này, đó là niềm mừng quá. Rồi Cần đi thăm mấy rắn tới cái bãi đầu tiên nè, Cần sẽ quay cho cả nhà xem. Cần sẽ vô cái bãi đầu tiên ngay chỗ này. Thì 11 giờ mấy mà đứng gió, không có gió luôn, nắng muốn điên đầu luôn, nhưng mà do là khách người ta dặn gom sao được 10 kg thâu hành nhất cho người ta, nên gần đã ở nhà thì cũng còn 3 con, quẹo cũng còn mấy con, trai cũng còn mấy con, giờ anh em cố gắng theo thăm thêm, bông dính nhiều rắn bự được bao nhiêu thì hay bao nhiêu để mà có giao cho khách. Rồi bữa vô cái đầu tiên để dính nè anh em, cái này thì qua này anh nhì ngon, có dính là mừng rồi. Đây cất đá ở đây luôn, con này không được duy nhất, con này con nhì rồi nè, thì cất đá anh em thấy không, ngon nha anh em. Mới vô mở hàng là có lúa có gạo nè, con này 4 lần mấy à, không được duy nhất. Rồi để Cần tắt máy ha, để ra ngoài thăm nghe điện thoại rồi sẽ bắt rắn cho anh em xem ha. Cái chỗ mình thì hổm hôm bữa giờ thì không mưa, mà hổm mưa dữ lắm, mà hôm nay nắng cao 10 bữa rồi đó, 10 bữa có trên nữa mà không có mưa đám nào luôn anh em. Ông vô đợt ông mưa dữ thiệt, mà vô đợt cũng nắng dữ thiệt chứ, thăm mà kiểu này nó đắng nắng đứng gió anh em biết không, anh em thăm 7 anh em biết mà, nắng mà nắng đứng gió đó cảm giác thăm nó tê lắm nha. Cái bẫy này trống trơn luôn, có gì không đây, chắc không dính rồi, nếu có dính là nhìn thấy à. Bẫy trống trơn ta, cái tại vì ngay chỗ này á là Cần có thấy một con hổ dện, năm vừa Cần neo hoài luôn, năm nay vẫn neo nữa. Con dện này cùng ở cái 7 cái 8 thì người ta cũng mới gặp nữa nè, chứ không phải là không gặp, nên Cần chơi cái bẫy trống để mà bắt hổ dện đó. Thì hôm nay Cần dính ngay cái này thì cũng được hổ dện ký 2 ký 3 vài luôn, chứ mà chưa được con ký 8 chưa chinh phục của nó ha. Rồi Cần sẽ thấy cái lập khác từ 7 Cần quay tiếp cho cả nhà xem nha. Đó tiếp tục nhanh em, nắng gì giờ khoảng 12 giờ lên nha, nắng đứng gió, nắng mà thôi nắng đứng muốn điên cái đầu luôn. Mình vẫn cố gắng đi thăm 7 anh em ơi, vì cuộc sống mưu sinh, vì khách đã dặn thì cố gắng tiếp tục với phần có video để cho cả nhà với anh em xem những giây phút thư giãn đỡ buồn. Đây cái tiếp theo là đây, ngay đây này buồn ngon ghê luôn, cái này là mình canh hổ dện á, đầu đây nếu mà hên có con hổ dện là lẫm liền, tại ngay đường ngọn chuột đi mà. Ôi cái này không dính anh em ơi, chuột còn thinh luôn, để mình cho nó miếng dưa leo thì anh em nên nhớ ha, mùa nắng này nắng mưa gì cũng vậy hết á, nên xài dưa nó miếng dưa leo không tới đâu á, tiền bạc tới đâu, nhưng mà anh em phải cố gắng, nhiều khi cái bẫy mình che đó trời mưa nó không có lọt nước vô được thì con chuột nó khát nước nó sẽ chết, anh em bởi anh em duy trì ha. Rồi tục ở đây thì hồi năm rồi năm kia đó là có cái quyền thiết rắn hổ sáp con 2-3 kg, năm rồi thì mình thấy lọc da mình gài không dính mà nó chạy vô bẫy người kia, người cứ dính con 2-3 kg không anh em, bự ngon ghê luôn. Không biết năm nay nó còn sót lại con nào hay không, rắn thì rắn hổ sáp bự nha, rắn hổ sáp bự càng bự mới càng dễ bán, mà càng nhỏ càng ít bán, tại vì đa số người ta ăn thịt á ít ăn rắn độc không nha, con đó chủ yếu là bán để làm rượu. Có dính gì không đây, ngon lắm á, ở nhà te thôi, nhà te nha. Ôi cái này còn luôn em, cái này không dính luôn. Rồi để mình thấy cái lọc khác rồi, cái bẫy quay tiếp cho anh em xem á. Ôi anh em, cái này hỏi mình Ngọc nhớ giỡn em dặm thêm dặm lại nè, cặp bà đìa ngon lắm, cái này canh dợn ngựa là vô địch luôn, không đường nào chạy. Rồi dỡ cái hộp hỏng nha, ôi nặng anh em. Rồi ngồi thiệt anh em ơi, ôi, con ngựa sao nặng dữ ta, ôi, con ngựa bự mà nặng quá.
bờ đi. Rồi hai màu. Rồi hai con em ơi, hai đầu. Hai con bự chứ. Ngon nhanh nha. Con này sắp lọc da nè. Ngồi trầy mỏ anh thấy không? Con này chưa, con này chặn nhìn con này vô trước nó tung. Con vàng con đen. Rồi, ngon quá anh em ơi, hai con này trên ký. Rồi, để vô trong bắt con này không hành luôn. Quá yên. Rồi, chậm bắt rắn luôn nha anh em. Đó là gần kia đường con được con hơi người nhỏ. Bắt luôn nặng, thấy có lập cua nên không có lập gì cua. Rắn này nói chung cũng khá là chắc chả nha anh em. Đây, như cái này hai con này thì mình sẽ trầm vào lưới cho nó lẹ. Chứ hai con nó tung ra được, có không tập được anh em. Dòng con ngựa mà cả tầm nửa ký lên vậy nè. Nó vô cái màu cái ký đó nè. Màu ký tốc độ luôn. Đây. Hai con ra nó ra còn chụp không kịp cho nên là tầm lưới. Một con. Đây. Đợi ngắn lắm rồi. Chà đại cảm ơn hết tất cả. Vô lâu nè, anh em thường thường tham bảy thấy con nào vô lâu rồi cái lường nó dằn trái à. Tại nó trường với cỏ với ột búa rồi đó. Cái con cỏ ối ra nè, nó ra nó vàng á. Chứ nó vô, rõ là nhìn sao. Chi mây rắn này nè. Còn là rồi, để phần xử lý cái lợp ha, để lấy theo cái lợp đi cua. Rồi tới bảy cần thu giúp cho anh em xem nha. Có lý quanh nha. Tiếp theo cái cặp vào tường của nhanh em. Tần im lắm, tần này nói chung là đánh dện, có dện bự bự là dính liền, không đường nào mà nó chạy nha. Tại vì cặp bờ tường dện hay săn mồi cốc rồi, cặp bờ tường lắm. Đây cái bẫy đây nè, nhưng nhóm cái đầu những cái lúa ép ra ha, không phải lúa ép ra nha mà, ép vào cây ngon dữ lắm nha, chỉ là dính cao nhà te. Ủa, chỗ đâu rồi? Còn nha mày. Rồi cho mình thấy cái bẫy khác vô. Đây cái này. Đây hỏi mình thăm cái bữa mình thăm cuối cùng đến được con hành 700 lạng nè. Con thấy ông nổ bay là hết hồn nha. Bữa này con mầm chứ. Đây nó có dính gì không? Ở đây rồi thì dính hai con nhì, con nhất bự cho bá. Không thấy cực đá vậy nè. Ôi. Cũng được rồi nha. Cái gì đây? Gì vậy? Hổ hành em ơi, hành nhì cứng này ở trong đây nè. Rồi để cần bắt con này luôn nhanh em. Tại hoài hoài có người ta đang bơm nước á, mình bắt luôn để làm cái lọc chi cua anh em, chứ giờ hết lọc rồi. Mấy cái lọc kia cần dặm ở đó rồi. Ngon anh em, con này như hai hành nhì hai hổ ngựa nè, ngon lành. Cả nhà thì cần đem theo 4 cái bẫy chi cua hôm bữa trước á, hết chuột ra rút bẫy ra. Này cần đem theo 4 cái bẫy lớn, hồi có mình chi cua vô mấy cái chỗ ở mình lấy bẫy ra. Chuột này đem theo 25 con, chuột lớn nha cả nhà. Chuột này 18-19 con ký à, chuột bự. Thì mình tiễn con bự mình đặng mình đi săn mấy con chỗ rắn bự mình thấy đó. Rồi cần sẽ vô cái bẫy đầu tiên luôn nè. Cũng thuận lợi ha, lúa dưa leo. Bên kia thì có em nào bẫy mía ăn cả.
đêm nó qua cả nhà để nó thấy bẫy nguy hiểm. Kiếm gì không đây? Không thấy một sừng gì vậy? Trời, anh tiết chạy ra luôn cả nhà. Còn chuột. Cho nó mình leo lúa, cái bẫy còn nguy tiếp thôi. Rồi tiếp tục mình vô thăm cái lên nha. À, thăm hai cái ngoài đường Trung Quốc. Hôm có đám mưa ngon quá, có nước hơi sạch sạch rồi. Vậy mà thấy không ít gì chạy hết. Cái này thì lâu làm được hai ba con hành, con nhất, con nhì, con ngựa, tầm hai chín vừa cũng tất quất luôn. Rồi không thấy phân phướng ép ra đâu nè. Ơi, mày có dính nè, nặng nè. Gì vậy? Trời, con ngựa trà bá nè mày. Ngựa này 7-8 lạng rồi nha. Con ngựa này thối thần không? Rồi nhìn ngựa cái này nó phê nha. Cái con đầu tiên mã đó thành công nha anh em. Rồi mình sẽ đem theo hồi tới chỗ nào bắt luôn nha. Có lý, con này đủ chi phí sang cậu nè. Bên cái nha anh em. Hồi nãy lại đằng kia người ta nhìn quá, vô thăm một cái dính được con hành nhị nha. Để hồi ra bắt chung với con hổ ngựa luôn. Giờ mình thăm tiếp tục nữa. Nếu hôm nay nếu mà thăm siết hết thảy có thể 40 cái lọt á. Tại vì hai luồng mà phân rưỡi mình nhập vô mình thăm. Nắng quá thì thăm tới đầu hai chó thôi. Quan trọng kiếm rắn về bán nha. Đang đãi chi phí rồi. Bữa giờ con bệnh là mình viện tốn tiền nhiều quá. Rồi tới sao đến tới cái lọt thấy một cục. Nó từng ra thấy hết ham nha. Cái này kỳ lâu dính hai lần một con ngựa. Với một cặp hổ hành ngon ghê luôn. Giờ lại tới nữa. Thấy cái con nó trừng ra nó kêu phát lưng đi. Thấy nhãn này. Rồi, để mình cho nó lúa tới tiếp tục nhanh nha. Rồi bắt rắn ra luôn anh em ơi. Tình trạng mấy ngày nay nắng quá, nắng mười mấy ngày nay. Nay mới có mưa một hôm mà cũng được chứ không lớn. Cách về chuyến sau á. Tầm 7 trúng dữ lắm nè. Nãy lại kia dính được con chicola nữa. Chuyến sau chắc tầm 7 có lý lắm nha. Tại có mưa đó, nắng mười mấy ngày lại mưa cái là đúng lắm nha. Con chicola. Ở đây người ta chơi thiết kế cái cánh quạt mà có gió thổi cái đánh keng beng 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 beng. Đó anh em nha. Như là cái kia anh em. Đó anh em thấy không? Báo hiệu có gió tới anh em. Ta làm vậy cho cu cò đâu đó, mấy con thú rồi đó. Chim rồi nó không xuống phá ruộng. Con này chắc hồi nó ối một chục quá. Chicola trong bóng. Chicola có gì ngậm mấy anh em ơi. Nãy giờ thăm mấy cái rồi mà chỗ này có 3 con rắn à. Thất bại rồi. Rồi biết bao nhiêu bịch lúa mới được con rắn nè. Tiếp tục cái này. Cái này còn hành này. Thăm 7 rắn này bởi chặt. Đúng kẹp. Bởi nhiều lúc á, thăm vài cái là 2-3 kg là chuyện bình thường. Còn nhiều cái đi vất vả luôn. Nhiều cái đi 30 cái vất vả một con rắn là bình thường. Nó cực lắm nha. Thì dính rắn chung chung nó đi đã lắm, đổ nhiều đổ xong mới bay. Dính cái đi đá còn mà thắt rắn đi mệt anh em đi chút nghỉ chút nghỉ mệt. Lần sau chắc chiến luồng bảy sao mình đặt ngay chỗ cái da hổ dện mà bữa mình nói với anh em quán cần phải tầm cần đóng phải 2 cái mẩy 2,5 kg cho lên mình đoán con này cũng thành gì nè. Nếu mà lần sau dính con rắn đó là cũng anh em lên clip rồi thôi anh em cũng có chê luôn, rắn nó bự lắm. Cái da mà hết hồng luôn nha. Rồi tới con hổ mã. Hổ mã sử dụng bao tay nhanh nha. Anh em bắt hay cho anh em. Bắt tay không mình bắt gỡ mình sử dụng bao tay nha anh em. Bự quá anh em ơi. Anh em có xem con mã này thối thần không? Còn là 8 lạng nha. Con kiếm tới với 8 lạng phải luôn. Thối thần con hậu mã.
giờ còn bệnh tốt tiền những phí nhiều quá không sao, làm cái nghề mưu sinh này á, trúng rắn thì mừng có tiền chi phí này nọ, mà không trúng rắn á thì nó cũng thất bại lắm nha. Vì anh em vợ con quá anh em ăn gì đó không, bởi nhìn nghề mưu sinh này á, nhiều lúc vô thế cái ngon lắm, còn nhiều lúc vô mất bảy cái cũng rầu. Mà chửi bới đừng anh em, đừng nói cái bới anh em thiệt á, cần nói nhiều khi mình góp bán chất thiệt. Mà nói chung là anh em cũng tụi mình đi đặt bẫy thì người trước người sau lấy nhau thôi, chửi bới không được gì á. Giờ cần nói anh em thay anh em mắc gặp đi, anh em đồng nghiệp đó đang không lấy cái bẫy, anh em làm gì, cần nói thiệt anh em ở cái anh em họ thăm bún thăm giết thăm chém nó thiệt cho anh em. Cái bẫy anh em nếu mà truy tố là pháp luật, cái bẫy anh em có giá trị không, một cái anh em chém hay gì đó cái rồi á, anh em nhà anh em hỏi còn có chuyện anh em nhà anh em có ruộng đất để bán để đền cho người ta xong chạy án không. Nói thiệt, suy nghĩ thấu đáo lắm anh em, đừng nên dù ai lấy gì á mình nói người ta, anh em cũng ai cũng chung sống thì thôi thấy nghĩa ra, chứ đừng có làm quá để mức độ mà quá đáng rồi á mình tháo hận. Mình đi xong thì á, vợ mình người ta xài, con mình người ta sai á, hiểu không? Đó, cần nói anh em gì á, còn anh em nào nghe mà không được á, đừng cứ comment bình thường, anh em sẽ hiểu. Thì cuộc sống đôi lúc ai cũng nóng nảy hết, nhưng mà mình biết kiềm chế bản thân là anh em thành công trong cuộc sống. Chưa cần nè, vẫn còn rách nè, đừng thăm bẫy kiếm tiền mua mình khác. Thôi, đừng có sầm sào nữa ha, tới bẫy. Bảy về đi với tiếp anh em xem ha. Rồi tiếp tục nha anh em. Hôm bữa giờ xảy mấy cái lập xảy mấy con trộm luôn. Mà bữa giờ đặt lại không thấy dính anh em. Lâu rồi không thấy cái mùi vậy trộm. Này đây ai đi ai chẻ chiếc đũa bên chành. Với cái lập còn không. Ở nhà xảy mấy con trộm luôn nha. Rồi hên quá, cái lập chắc còn. Đây không có tròn nữa nè, mà không thấy hởm không thấy dính nó. Dở lên ha. Đang thui thù lui. Trời sóc anh em, vô lúc luôn, lại con tròn liền. Trồng đèn giờ con 5 thước lạng có lên bán 500k một ký anh em. Rồi, để mình tiếp tục nha anh em. Tiếp tục nha anh em. Giờ phải dính cái con gì mà là lạ to anh em. Bự bự ha. Xuống. Thẻ liền nha. Cái thầm bẫy chỗ này từ sáng hầm mấy cái bạn rắn à. Quả trưởng thì các bạn ạ. Một đất khổ sáp rồi. Con cùng tay rồi. Rồi con chuột nguyên luôn. Cái này không dính nha mấy.